Ghi nhận tại thành phố Bà Rịa sẽ tiếp nối chương trình Hoàn Chỉnh Phát Triển hôm nay. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 thành phố Bà Rịa đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng chống tham nhũng năm 2022 tại Ủy ban nhân dân phường Phước Nguyên. Theo báo cáo của địa phương, từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban nhân dân phường Phước Nguyên đã triển khai thực hiện 35 trên 38 công việc cải cách hành chính năm, đạt 92,1% kế hoạch năm. Công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường. Báo cáo với đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Bà Rịa, lãnh đạo phường Phước Nguyên cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận 2.954 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 733 hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ giải quyết đúng hẹn, trong đó trên 98% trước hẹn. Địa phương đã và đang thực hiện các mô hình sáng kiến cải cách hành chính như mô hình 3 tại nhà đối với thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, mô hình giảm thời gian chờ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác cải cách hành chính bộ máy, cải cách tài chính công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác thanh tra tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tham nhũng. Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Phước Nguyên đạt được trong cải cách hành chính từ đầu năm đến nay, đồng thời đề nghị thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B, quan tâm công tác lưu trữ hồ sơ điện tử, hồ sơ giấy, khoa học, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong thực hiện hồ sơ điện tử, hồ sơ giấy, khoa học, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính.